Chào bạn, mình là Hồng Ngọc và hiện tại thì bên ngành của mình đang bên môn mình học là môn marketing 201 đang có một cái bài tập liên quan đến học thuật đấy. Mình không biết là mình có thể xin phép bạn ít phút để mình phỏng vấn bạn để phục vụ cho cái bài tập học thuật này được không ạ? Tất nhiên rồi bạn. Cho mình hỏi là bạn tên gì nhỉ? Bạn Tài. Cho hỏi là bạn Tài hiện đang học đang là sinh viên năm mấy và học chuyên ngành gì ở trường FPT? Mình hiện đại là sinh viên năm 3, năm 15. Là bạn đang học chuyên ngành gì nhỉ? Mình đang học chuyên ngành truyền thông giao thông. Ngành MC đúng không? Ok, thì bạn cho mình hỏi là bạn mong muốn gì từ cái ngành học này ở trường đại học FPT? Để như sau 4 năm đào tạo ra trường thì bạn mong muốn, bạn nhận lại được gì từ cái ngành học này? Mình mong muốn là có đủ kiến thức để sau này là đúng những cái ngành mình thích như là quay phim. Là bạn mong muốn có một cái công việc liên quan đến chuyên ngành học của mình. Vâng, thế thì bạn có thể cho mình hỏi là ngoài những cái kiến thức chuyên môn mà trường đã dạy cho mình thì bạn mong muốn trường có thêm những cái chuẩn bị gì cho sinh viên sau khi mà tốt nghiệp, kiểu như cái những cái kỹ năng mềm là ngoài có những kỹ năng chuyên môn thì cần thêm những kỹ năng mềm nào? Mình nghĩ là trường nên cho chúng ta đi thực tế nhiều hơn. Đi thực tiễn nghĩa là bạn nói là đi thực tập ở các công ty hay sao? Kiểu học đi đâu biết hả? Ok, là thực hành nhiều hơn. Vâng, thì bạn cho mình hỏi là làm sao để mà mình có ngay được một cái công việc sau khi mình tốt nghiệp, kiểu như mình không phải chờ đợi á? Mình nghĩ là mình nên chuẩn bị tất cả các kiến thức đủ cho cái ngành mình muốn làm và chủ động đi tìm việc làm. Đang bị đủ kiến thức chuyên môn và đi tìm cái công việc. Ok, thì cho mình hỏi là sau 5 năm tốt nghiệp bạn mong muốn bạn sẽ trở thành một cái người như thế nào? Tất nhiên là muốn trở thành một người tốt hơn và đúng công việc mình thích. Ok, bạn có mong muốn kiểu như cụ thể hơn là bạn có muốn làm quản lý hay là sao đó? Bởi vì mình thấy nhiều bạn là 5 năm nữa là người ta muốn làm quản lý. Mình nghĩ là mình sẽ luôn tìm cơ hội và làm tốt nhất cái gì. Ok, bạn cho mình hỏi là trong các hoạt động mà trường tổ chức cho sinh viên liên quan đến chuyên ngành học á, thì bạn thích hoạt động nào nhất? Kiểu như thắp sâu hay là webinar, bạn có tham gia? Mình nghĩ là mình tham gia sơ sơ. Mình tham gia sơ sơ, nghĩa là bạn có muốn đề xuất, ý là bạn thích cái hoạt động nào nhất, prefer hoạt động nào nhất? Mình nghĩ là cái buổi talk show để mình có thể hiểu thêm nhiều về ngành đó. Buổi talk show, ok. Bạn có mong muốn được tham gia vào những hoạt động nào khác không? Kiểu như bạn có đề xuất gì cho trường để tổ chức thêm những hoạt động mà phù hợp với cái sở thích của mình hơn không? Nếu được thì mình luôn muốn trải nghiệm tất cả mọi thứ. Ok. Thế thì bạn cho mình hỏi là bạn có biết câu lạc bộ BEC không nhỉ? Câu lạc bộ kinh tế của trường mình đó. Mình có biết. Thế bạn có từng tham gia câu lạc bộ BEC không? Tất nhiên là không. Bạn chưa từng tham gia câu lạc bộ BEC. Cảm ơn Thành Tài đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Cảm ơn những thông tin của bạn. Chào bạn. FPT lùi gà nha.